Đậu phộng. Chú ráng còn miếng nữa chú. Xe mày là xe số chứ phải xe tay ga đâu. Cầm giá 5 triệu là cao lắm rồi, mày đi mấy tiệm khác là không có đâu. Giờ mày có cầm hay là không? Dạ cầm. À, đếm lại đi, đủ 5 triệu rồi đó. Đi về đi. Cảm ơn chú. Ôi. 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 Phim nãy vui chứ mày. Ờ, tao cười mà tao muốn rớt cái hàm tao ra luôn. Quỷ tốn tiền coi phim rồi còn tốn tiền mua hàm răng nữa. Mày rảnh quá ha. Ê, sao hướng mập này còn chưa về ta? Trời, biết sao không? Cái kiểu này là đi hẹn hò với gái là bồ nhí á ba. Điền, bồ nhí đâu giờ này mà hẹn hò. Chứ tao nghĩ mày tối làm gì? Tối là cái thời gian để thích hợp đi hẹn hò. Mà bây giờ chắc là đi ăn nè, đi uống nè. Còn... Mày ăn thì chứ tự nhiên giờ mày nhắc ăn uống chi cho cái bụng tao nó còn cao nè. Ê, hồi nãy Tuyến nó dẫn đi ăn đàng hoàng nha. Là hồi nãy thôi chứ bây giờ nó khác. Nói nghe nè. Mà làm ở quán cà phê lâu rồi đó, mày có học được cái kỹ năng gì ở quán không? Chứ tao thấy mày ăn mày chơi game hoài vậy. Tại mày biết tại sao tao rảnh rỗi mà tao ngồi tao chơi game không? Đó, mày chính vì mày chơi game cho nên tao mới hỏi đó. Nè nè nè, để tao giải thích cho nghe. Là tại vì tao biết hết tất cả rồi nên tao mới ngồi tao chơi, hiểu không? Trời ơi, ba nổ ba xào không à. Mày biết chơi game chứ biết gì, tao không tin đâu mày. Muốn tao tin thì mày phải chứng minh đi. Nè nè, nhìn thẳng vào mắt tao nè. Nhìn thấy gì không? À, nhìn tao có giống mấy thằng bị dụ không? Mày bày đặt dụ tao hả? Mày đặt kêu tao chứng minh rồi làm nước cho mày uống. Mơ đi con. Thà bây giờ mày hạ giọng xuống mày năn nỉ là à, anh Thông ơi, năn nỉ anh Thông làm cho em một ly nước. Thì tao còn làm cho mày. Mày đê quá mày. Tao không có đê như mày đâu. Thông Thông ơi, làm cho năn năn ly nước đi. Tao tát nha, tao tát nha. Mày bớt cái tính bê đê đi nha, mày học ai vậy? Học mày. Chó. Rõ ràng cái phòng này ai bê đê nhất. Giờ mày uống gì? Thực đơn trang một. Cho tao một ly sinh tố bơ xoài. Thay nhiễn nha, ít sữa. Nhìn nguyên cái phòng coi có bơ với xoài cho mày ăn không? Rồi có mấy xe sinh tố đâu xay ra cho mày uống. Đổi món thực đơn nhiều món mà. Ừ, mày vừa phải đi, mày vừa phải đi, món nào dễ đi. Một ly sinh tố chiêu quy. Chiêu quy là cái gì? Cái trái tròn tròn, đỏ đỏ, tím tím mà nó có cái cành mọc ngược á. Cherry ba. Mà cái trái đó ở bên Mỹ mới bán không nội? Việt Nam có nha. Mày ăn hồi nào? Bữa đi sinh nhật bạn, cái nguyên cái bánh kem to cho bá lửa có cái trái kiwi nó chỉnh về nè. Tao tới tao bóc tao ăn. Cuối cùng tụi nó kiếm quá trời mới cay ăn hết. Cái bánh kem mua nhiều. Tao tới để gì giá 450. Ừ mày tự hiểu nha, nguyên cái bánh kem có một trái nhỏ xíu rồi. Mày vừa vừa không mày uống cái khác đi. Mày có gì uống đó đi. Ừ vậy đi. Kiểu gì cũng mày ngồi xíu. Thứ gì vậy? Ăn rồi uống, người ăn rồi uống. Chơi game đó mày. Có liền hả? Có liền, có liền. Ừ, thơm ngon liền. Cái này cái gì vậy? Nãy mày order cái gì? Sinh tố. Ừ, sinh tố nho. Trời ơi, vậy mà hồi nãy phỉnh tao kêu phòng không có gì. Thiệt. Cái này phải sinh tố nho đâu. Ừ, chứ mày thấy sao? Nó cà phê mà. Ừ, thì nó cà phê á. Sao mà kêu sinh tố nho? Ê, tao kêu gì mày cũng tin luôn hả? Tao năm năm mong manh dễ vỡ. Ui, gớm quá. Mà cà phê ngon ghê mày. Đợi xíu. Ở đâu vậy? Cà phê Trung Nguyên. Ý. Cái này ở đâu vậy? Tao lấy ở quán á. Năm năm chọn sai bạn rồi. Không ngờ Thông Thông là con người như vậy. Đi chôm chĩa đồ của người ta. Mày bị điên hả? Mày bị điên hả? Cầm. Tao chưa nói gì luôn mày tự viễn vong ra luôn á. Chưa đâu đây? Tao đi xin. Tao xin của người ta, tao xin bà chủ được chưa? Bà cho chưa? Bà cho rồi tao mới lấy về. Ừ, nên như vậy nha. Thằng điên. Ừ, nói nghe. Bà tao dưới quê á, thích uống cà phê lắm. Mà tao lên đây tao học, tao đâu có tiền đâu mà gửi mấy cái gì về cho ổng đâu. Đúng rồi. Bây giờ có cà phê nè, gửi về cho ổng là bá cháy luôn. Đúng rồi hả? Hay, ý kiến hay. Mà mày xin được mấy bịch? Hai bịch. Bịch kia đâu? Đó. Mày khùng hả? Cái này là cái ly, rõ ràng cái bịch đâu ra? Cái gì nằm trên tay mày? À, cái bịch. Mày điên vừa thôi. Ủa mày kêu hai bịch mà. Ừ. Bịch còn lại đâu? Đó. Cái này là một bịch ba.
con bịch còn lại nằm dưới đây nè ông nội, tao pha cho mày uống nè. Rồi còn không? Thì còn, tao đem đi cất rồi. Vậy là hai bịch, cái bịch kia cất ba anh em mình uống. Đúng rồi. Cái bịch này tao đem về cho ba tao. Cái gì? Mày điên hả? Cái này khó lắm tao mới xin được. Mày muốn thì mày đem cái này ra tạp hóa mày mua. Tự nhiên của tao mày đem đi cho ba mày, giống như tao biếu ba mày vậy. Sao mày biết ý tao vậy? Rớt chua cái mỏ rồi đi. Cái logo của tao sao bớt được. Chạy đi tao cất nha. Tao cất cho, đâu cần vậy đâu. Ý tao thông kỳ quá hả? Mày thật thà quá đáng rồi đó. Ủa mà sao đại ca chưa về ta? Ông đâu rồi ta? Đó. Đó là hết rồi nha, nãy giờ mấy bịch trong. Mấy lượng. Mấy lượng. Ủa đại ca đâu giờ mới về vậy? Tao đi dạo chút mà. Trời ơi, nghĩ sao đi dạo? Hẹn người ta đi coi phim đã đời, tới giờ chiếu phim chung đi dạo. Dạo cái gì ác vậy cha? Làm ngồi dư vé mày. Cái ghế kế bên tao luôn. Tao gác chân qua tao nằm sải lai sướng muốn chết. Con nhân viên nó ganh tị với tao chứ. Ừ, nó nhìn mày là nó muốn đuổi mày ra khỏi đó luôn á. Mày im coi. Ủa, bộ đại ca giận mi hả? Em biết á, là nó con gái nó nói gì cũng hơi quá đáng. Nhưng mà mình con trai tự nhiên mà mình giận cái mình đụng mình bỏ về là sao? Đúng rồi đó. Tự nhiên con trai giận giận đụng đụng bỏ về. Làm nhỏ vô coi phim trời ơi, nguyên cả nhóm cười quá trời. Nhìn qua nhỏ mặt bí xị. Muốn đấm cho cái ghê luôn á. Mày bớt tào lao đi Nam. Đúng rồi đó. Bây giờ em nghĩ á là đại ca đi qua xin lỗi My đi. Đúng rồi đó. Nhanh nhanh đi. Qua xin lỗi liền đi. Được rồi. Hai đứa bay làm gì vậy? Để tao nói một cái đi. Mày nói nhiều quá vậy. Tao chỉ muốn đem bị cà phê về cho bà tao chứ tao có làm gì sai đâu. Tao không có nói gì đâu. Một người con hiểu Thảo là sai đó mày. Người ta cũng bạn mẹ tao. Chuyện nào để tao nói. Tao là tao không có giận cái gì My với áo á. Mà tao có việc gấp cho nên tao đi giải quyết thôi. Được chưa? Ai nói gì đâu. Tao là một người con hiếu Thảo mà. Không lẽ không cho. Bớt suy diễn đi. Tao đi tắm. Mày thấy không? Ông nói mày bớt suy diễn đi á. Ủa làm một người con hiếu Thảo có gì sai? Mày bớt nói tao lao đi. Tao sai chỗ nào? Đúng rồi đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái đồng hồ của tao nó chạy đúng giờ nè. Trễ giờ chết tôi rồi. Chết tôi rồi má ơi. Đại ca, dậy nhanh lên cho em mượn cái chìa khóa xe. Xe vậy cầm rồi. Cầm cái gì ba? Chìa khóa xe máy đâu rồi? Mày mượn cái gì? Trời ơi, giờ này còn ngủ mớ không nổi. Chìa khóa xe máy, bữa nay có hẹn chở Kiều đi học. À, mất mẹ. Cái gì mày mượn chìa khóa xe mà mất mẹ? Ý tao là xe chuyển cho mẹ tao rồi. Hôm nào? Tối hôm qua. Hôm qua đi coi phim cái tự nhiên đứng dậy đi chuyển xe hả? Trời, cha nhanh vậy ta. Không lẽ mẹ ông lái cái trực thăng tới đây cái câu máy bay đi về hả? Cái gì mà mẹ ông lấy trực thăng rồi tới đây câu mấy bạn? Ngủ tiếp mày. Ê tỉnh lại coi. Cái gì? Hôm nay tao nói câu gì? Thì mày nói gì mà mẹ ông lái trực thăng rồi tới đây câu máy bay? Ngủ tiếp đi. Không lẽ mẹ ông tới đây lấy trực thăng rồi câu xe máy về hả? Không, tao gửi ra hoài hoài. Sao ác nghiệt vậy? Tự nhiên cái ngày mà tôi hẹn với Kiều chở đi học, gửi xe máy, giờ thất hứa với con người ta rồi sao? Mày mới là thằng ác nghiệt á. Ai biết mày ngứa lúc nào mà gãi. Tao ngứa tao gãi nè. Cốn cho sữa nữa thôi nè. Bội. Ngủ đi. Má giấc ngủ giờ này đang lấy tao ngủ. Không. Cho Nam mượn chìa khóa xe đi. Nhưng mà không có đâu. Xe đâu tao đi làm. Đi bộ với mày. Khốn nạn. Xịp hồng Ivan. Khốn nạn. Thôi được rồi. Tôi nhờ Kiều chở đi. Khốn có mấy cái đầy mặt rồi nè. Trời ơi, nó dậy nó phá anh ta luôn. Nó không cho tao ngủ gì hết. Thôi, nó nghe nè. Gì? Tỉnh chưa? Tỉnh rồi, tại ăn cốc đột đó. Ê, cho ca hỏi một chuyện coi.
Thí dụ mà giờ mày bị kiểu như mà bị người ta dàn dựng cái clip một hiếp dâm á, không biết mình có bị đủ cái chứng cứ mà kết tội không à? Em nghĩ cũng tùy đại ca ơi, nếu mà cái clip nó mà nó thật quá thì cũng khó nói lắm. Ơi với lại nha, ở đó mà có nhân chứng nữa là cái người bị hại chết chắc luôn. Chết bà vậy. Ôi, ủa mà sao đại ca hỏi em gì không? Ê, có khi nào ông điên điên không phải? Bữa tao đi đường á, tao thấy người ta dàn cảnh giống giống vậy á, hỏi đặng lấy kinh nghiệm á mà. Mình đề phòng. Có gì nói anh em nha, chứ không có bị đặt dàn cảnh hại người ta nha. Quỷ, đi đi mày, đi làm. Xem đất quần rồi. Trời ơi, mặc đồ gì mà chói quá vậy? Muốn vào điểm nhấn thu hút sự chú ý của ai đó. Thôi đi lấy xe đi đi. Xe gì? Xe gì ông nói ông mượn ai nay qua chở tôi đi học đó. Thôi, nay có cái chuyện lỗi định mệnh nên mượn không được. Rồi sao? Thì không có xe đi. Rồi vậy sao? Bây giờ lấy xe bà đi, mai tôi chở lại cho. Ừ, đi. Gì mà nói? Bà chiếc xe hướng này mà. Ai nói với ông là đi lấy xe? Chứ đi đâu? Đi học. Đi học bằng cái gì? Đi bộ. Ủa xe bà đâu? Xe cho ông My mượn rồi. Nó nói là nay nó muốn qua chở ông Bủ đi đánh bóng kiền cho bất ngờ. Bà chuyên gia tài lanh luôn á. Tự nhiên xe cho người ta mượn đi chơi thoải mái không? Còn mình đi học hay đi bộ? Cực vậy? Ủa tại đứa nào? Tại đứa nào nó bữa nay lấy xe qua chở tôi đi học nên tôi mới cho My mượn xe chứ bộ. Ông là người có lỗi, ông không biết xin lỗi mà còn nói tôi vậy nữa. Hèn hạ. Baby à, xin lỗi đi mà, không cố ý đâu. Alo, Bộ Ca hả? Nghe nè. Bộ Ca thay đồ thể thao rồi xuống đây liền nha. Ủa? Sao Vũ Càng chưa thay đồ nữa? Hôm nay cháu không đi tập đâu. À, cho trời nắng quá đúng không? Vũ Càng không muốn đi tập chứ gì? Định rủ em đi chơi đúng không? Em biết rồi nha. Thôi, để em suy nghĩ đã. Vậy bây giờ mình đi đâu ta? Đi công viên. Bây giờ nắng lắm. Đi cà phê. Cà phê mát nè, cà phê có điều hòa. My à, ca đã nói không đi tập cũng đồng nghĩa là không đi chơi được. Mình lớn rồi, tự suy nghĩ đi chứ. Suốt ngày như con nít là sao? Khoảng thời gian này á, ca bận lắm. Mai mốt đừng tự ý qua đây kiếm ca nữa. Đứng lại. Bộ ca quá đáng lắm. Bộ em đã làm gì sai hả? Sao lúc nào bộ ca cũng làm em vui lại làm em buồn. Hôm qua bộ ca tặng hoa xin lỗi em, xong tự dưng đùng đùng bỏ đi. Hôm nay em muốn tạo bất ngờ cho bộ ca. Em tự lấy xe qua đây, có nghĩ rằng hai đứa mình sẽ được đi chơi chung với nhau. Vậy mà
vậy mà bữa kia phủ và từ chối em. Rốt cuộc trong đầu bữa kia đang nghĩ cái gì hả? Thì tôi sao? Tôi xin lỗi My. Thông ơi, ra bê giùm cô mấy thùng cà phê Trung Nguyên vô. À, cà phê năng lượng phải không cô? Ừ, cà phê uống vào cho có năng lượng để làm việc thành công hơn mà đổi đời nha. Chà chà, hôm nay cô triết lý dữ ta. Không, cái đó triết lý của Trung Nguyên, cô thấy hay nên học thuộc thôi. Để tôi ra bưng phụ ông nha. Thôi đi, bà khinh hồi chút bà xỉu, tôi khinh bà vô nữa hả? Đứng trong quầy. Ủa Tiến, bà chủ đâu mất tiêu rồi? Bà chủ vô trong rồi, bà chủ kêu ông là bưng cái thùng vô kho luôn á nha. Ủa, à. Ê, mà sao tôi thấy mới nhập mấy ngày trước, tự nhiên hôm nay nhập nửa giờ chi vậy? Tính ra là ông làm phục vụ mà không biết gì luôn á. Cà phê nè, khách khen ngon, pha liên tục không kịp nên là phải nhập thêm chứ sao. Ờ, thì tôi làm phục vụ chứ có phải làm pha chế đâu tôi biết. Cãi cả. Ê, 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 cho mượn con dao đi. Gì à? Mình chết hàng. Wow. Ê, 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 ê. Có chương trình khuyến mãi hả? Đâu. Ờ, đúng rồi nè. Có quá trời mừng thưởng luôn á. Ê, 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 ê. Hay là xíu nữa tôi đem vô trong á. Cái tôi vô tôi xin bà chủ mấy bịch được đem về. Cái mốt tôi trúng thưởng, cái tôi dắt bà đi chơi. Tính ra là không đủ bán luôn, dễ gì bà chủ cho ông. Ở đây, tôi muốn chơi bà. Thôi, tôi đem vô trong. Mất công bà chủ la tôi nữa. Trả nè. Để tôi vô phụ ông nha. Tôi vô tôi ghi lại số lượng, sắp xếp lại đồ cho. Thôi, không có cần đâu. Trong đó có bé Nguyên bạn của bà làm rồi. Với lại á, bà chủ đang tập dần cho bà. Thôi, tôi đi nha. Nguyên, Nguyên, suốt ngày Nguyên. Ê kìa, bà tính giận tôi tới bao giờ nữa vậy? Ai biểu, ông làm sai không biết xin lỗi tôi. Đã vậy còn mặc cái áo chói lá làm cho trời sụp nắng luôn rồi kìa, thấy không? Mày vô thời tiết đâu phải lôi vô tôi đâu. Mà mình tính đi bộ tới bao giờ nữa? Thì đi tới công viên học bài chứ bao giờ. Thôi mà, đừng có giận tôi, đừng có nói lặng lời với tôi nữa, cho tôi xin lỗi đi. Không. Bây giờ làm cách nào cho bà hết giận tôi đây? Tôi không biết. Ê, tôi cõng bà nha. Đi khùng hả? Chân tôi có bị sụa bại đuổi đâu mà cổng. Làm như phim Hàn Quốc vậy. Ông bị điên không? Làm gì vậy? Giờ thì bị sụa bại đuổi rồi đó. Tôi cổng nha. Không bao giờ. Tôi cho chuyện. Mệt không? Mệt sao mệt bà nội? Ăn gì mà nặng dữ vậy? Vậy thôi, tôi xuống, tôi giận tiếp. Thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Bàn nhà cân được chưa? Thầy nói nghe nè. Mà xíu nữa mình học tiếng Anh đó, mình học bài bằng công nghệ cho bữa đi. Bữa tôi thấy vui lắm á. Ê, nhưng mà tôi quên mượn điện thoại Tuyến rồi. Đâu có gì đâu, bây giờ mình đi tới quán Tuyến mình mượn rồi mình học. Ừ, được á. Ủa mà gần tới chưa? Chưa, mới đi qua khỏi cái mấy cây số à. Cái gì? Mấy cây? 4-5 cây gì vậy? Tự đi đi bà nội. Gái con đứa lùn uống trà sữa cho nhiều vô mập như con heo. Hello Tiến. Ê, hello. Ui da. Nói bà gọi đó nha. Bà ăn gì bà ăn chứ bà bớt uống trà sữa là đi. Nặng cân tăng ký lắm. Ông yêu đuối quá. Ủa đi đâu đây? Đi học nhưng mà sực nhớ là quên điện thoại. Không có mượn điện thoại của bà nên ghé đây mượn nè. À đúng vậy. Nè, 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 nè,
Ủa không đâu. Không, đang xếp đồ trong kho mà tôi không biết làm gì mà lâu chết chưa xong. Sao mặt với chị à? Bộ không làm với ai chậm hả? Thì làm với con bà chủ chứ ai. Ồ, có nguyên nhân liền. Mặt này là đang ghen nè. Ghen đâu mà ghen. Nhỏ đó là nhỏ bạn thân của tôi hồi trước á. Trời ơi, cà lâm nó kìa là tô thêm cái tâm lý ghen nữa nè. Không có ghen. À, cái mặt ghen nhìn mất cười á. Cái mặt bẻ ra. Hai người không có muốn để tôi cho hai người mượn điện thoại tiếp không? Đẹp này, đẹp nè, trời ơi, tiếng dễ thương nghe, tiếng hot girl, ký túc xá này, tiếng chỗ rồi ký túc xá này, trời trời. Xạo. Hai người nha. Ê, tôi có một ý như vậy nè. Bây giờ tôi sẽ dùng cái này. Cái này là gì? Arsenal. Bây giờ tôi sẽ dùng cái Arsenal. Tôi quay lại một clip bà diễn gì kề bà nhưng phải thiệt cho nó là cù te, thiệt cho nó là xề si, thiệt cho nó là quyến rũ. Rồi tôi sẽ gửi lại cho Thông. Thông coi clip này sẽ mê bà, không bao giờ bỏ được. Tôi với ông Thông có gì đâu. Ông kỳ quá à. Ê, cái kỳ đó à, mới có chuyện để nói đó nha. Bây giờ có quay không nè? Bà kỳ quá à. Ông kỳ. Đó bây giờ. À, rồi, cầm xíu. Không, vậy chưa được đâu. Tôi phải đọc thần chú cho tất cả các mấy nhỏ mà xinh nổi trên mạng đó, nhập hết vô bà. Là Thông nó dính liền với bà. Nổi hay không nổi gì nó cũng dính luôn. Ivan, Lương Hàng, Thủy Nguyễn, Justin Bieber, Su Binh Hoàng Sơn, Ronaldo, Messi. Vô. Thôi, đi tôi quay. Diễn nha. Rồi diễn đi. Trời ơi, gái người ta dễ thương nhìn kìa. Trời ơi, cái mỏ của bà nè. Cái mỏ của bà chu thành logo nè. Trời ơi, xong rồi. Ôi, tuyệt vời. Tôi sẽ gửi này cho Thông. Đảm bảo, chết mê, chết mệt. Điện thoại tôi không gửi gì. Ừ, gửi đi. Trả điện thoại sao học bài. Ừ, sao học bài. Thì thôi, cầm đi, học xong rồi tôi lấy sao. Giờ tôi đầm nước cho. Ừ. Ủa, đẹp dữ vậy má. Quay cho tôi cái clip đẹp đẹp giống vậy. Khó xấu lắm. Trời ơi, Hứa rồi. Bấm vô cái nó văng ra luôn rồi. Thôi mình học bài đi. Mày quá. Giờ bà nói. Vũa móng tay má. Vũa cho cục luôn, lấy cái cờ lê vũa. Cái này cờ lê hả? Ừ. Có ký vô đầu mày giờ. Bỏ đi. Điên vừa. Mày có đồ đẹp không? Mua Nam, Thông, đủ về chưa? Chưa. Nhưng mà nói. Cái gì? Giờ này mà còn chưa về nữa. Ê, bà bị nhây hả? Tôi nói chưa thì có nghĩa là chưa về. Chừng nào. Bị xứ hả? Ê. Quàng quá. Bản thân mày hả? Gì bà nói? Gì bản thân? Nó chơi một chiêu cũ luôn á. Cái chiêu đó là tao xài hoài nhưng mà tao không chơi bản thân nha mày. Rồi, qua đây kiếm làm gì? Thì tôi thấy bữa chưa về tôi lo với chứ sao. Trời ơi, sao? Qua có ý đồ xấu cho tôi đúng không? Mày điên hả? Mày vừa thôi nha, một lần thôi nha. Tao bị liền quá không? Bây giờ bà về đi. Để tụi tôi kiếm rồi tụi tôi tự động nhắn tin liên lạc với bà cho. Cặp đôi này thiệt chứ. Ôi, đại ca kia. Đi đâu chơi mà để nó kiếm hoài vậy? À, My à. Ôi, mất tiêu luôn. Hey, Owen. Sát lại, ngồi sát lại nó nghe nè. Đại ca mấy nay kỳ lạ lắm nha. Lạ gì? Khỏi cần phải giấu nữa. Tụi em biết hết trơn rồi. Đúng rồi đó. Nhìn cái mồi này là biết. Mày đặt cần nhiều tiền nha. Bỏ dơi mi. Cần nhiều tiền. Gì vậy? Nó không có gì mà. Chắc chắn là có bồ nhí. Bleu bleu bleu. Lù lù mà nhét cái lù chạy. Bắt cả hai tay. Ờ. Khốn nạn. Tao quýnh hai thằng bay bây giờ. Nói chuyện tào lao không à. Thôi đi ngủ đi. Gói này bà nội.
Ngủ trước đi. Đưa cái mền, tao phải đắp mền tao. Mền là bà nội. Bớt suy diễn tào lao nha. Cuộc đời thật lắm bất công. Thằng hai hộp sữa, thằng không hộp nào. Ơi, nam. Cái gì? Mày có biết thằng này không? Khứa này quen vậy? Học trường mình đúng không? Ừ đúng rồi. Ôi ơi ơi, trong đây nó nói nè, thằng này nó dụ nhỏ kia định làm chuyện đòi chị nè. Trời, xong rồi nó muốn bốc hơi đi. Ồ, này hóa chất à? Hóa hai ít rồi bốn gì bốc hơi ghê à? Mày điên hả? Bốc hơi có nghĩa là mất tích, trốn tránh đó ba. Nhưng mà biết sao không? Con nhỏ này nè, nó không có vừa gì hết á. Nó quay clip mới chụp hình lại hết. Đù, thủ đoạn ghê ta. Ừ. Trời, giờ cái clip này mà nó đăng lên mạng một cái tự dưng nổi tiếng mày. Mà giờ tao nói mày nghe nha. Hả? Không những mà bây giờ nó đăng lên nha, người ta biết mà nó còn sợ công an nữa. Biết là đi tù mọc gông luôn con. Chết luôn á. Đúng không đại ca? Đại ca. Hả? Đúng không? Đúng. Thôi đi ngủ đi. Tụi mày suốt ngày đọc mấy cái tin tào lao hoài á. Đọc báo mà cũng toát mồ hôi hột ta. Coi comment nè. Chửi quá trời. Đù yêu nghiệt, comment nó chửi quá trời nè. Ừ. Yêu nghiệt Ivan rồi lưu võng đồ nè. Uyên là Linh rồi chửi quá trời. Tao nói rồi, làm mấy cái chuyện này bị chửi thì đáng chửi, đáng mấy con đó chửi vô chửi là đáng rồi. Mệt quá. Có không cái tình tức này mệt não quá. Tham. Hôm nay công việc ổn không? Mày dừng ngay cái trò đó của mày giùm tao một cái đi Nam. Sao vậy hả? Nè. Có chiêu xài hoài. Con hiệu quả thì con xài hoài. Mày ăn no mày suốt ngày mày chơi game không à? Được. Bữa nay tao không chơi game nữa. Ê, điện thoại mày có cái app Sino không? Sao mà vỗ tay vậy? Là mày đọc tiếng Anh giỏi á, mày đúng á. Trời ơi, cái gì tao đọc sai được chứ, riêng cái này là tao không bao giờ đọc sai được. Sao vậy? Kêu dặn tao rồi, phải đọc đúng, người ta mới cho mượn điện thoại. Nên là vậy. Tao có trò này vui lắm mày, bữa nay không chơi game. Lấy cái app Sino này. Ừ. Gọi qua phòng nữ, dọa ma chơi. Ủa, Kiều nó mới mua điện thoại xịn hả? Đâu có, gọi cho Tuyến dọa ma. Cái gì vậy? Mày điên hả? Tự nhiên mà lấy điện thoại tao mày gọi điện cho Tuyến. Trời ơi, cái mặt ghen kìa trời. Tự nhiên ghen gì đâu mà. Không cho mượn là ghen nè, ghen nè. Gọi đi. Vui lắm mày. Vui. Gọi. Nè, đây không? Mày bấm này. Rồi. Bấm vô cái mặt. Ê, hello. Ôi, hai cái ông này. Biết bây giờ mấy giờ rồi không? Để mặt đó. Ông Thông nha, may là ông biết tay tôi. Không, thằng Nam nó dụ tôi á. Tôi không biết, điện thoại của ai gọi tôi thử cái đó chưa? Mà thôi, giờ có Dễ Hương tôi cũng giận rồi mà. Kêu, nói chuyện nha. Kêu nói chuyện đi. Ê, kêu của tao. Nè, dạ. Hello, kêu. Hello. Đang làm gì vậy? Đang ngủ. Ngủ à? Ê, mày khốn nạn nha. Sao? Mày gọi điện cho Tuyến mày để hình quỷ ma gì đâu. Giờ mày gọi điện cho Kiều mày để hình dễ thương. Chứ lỡ Kiều giận tao, Kiều bắt tao bao trà sữa nó sao mày? Ê, làm gì để cái mặt thấy ghê vậy? Dễ thương mà, dễ thương không? Cái hình nó dễ thương nhưng mà ông xấu, để gì ông xấu ta. Khẩu nghiệp. Nó muốn đập điện thoại của mày. Mày thử đi rồi tao sẽ không cho mày mượn nữa. Trời, dám nói tôi xấu hả? Tôi bà xấu nè. Ây, em chồng tôi hả? Cho cái bánh vô mặt nè. Trời. Tôi chơi lại đâu rồi? Xong này. Bập. Dám hả? Tôi móc mũi không nè. Kéo con mắt lại nè. Năm người hành tinh. Còn cái gì nữa không? Mày nhớ sạc pin cho tao nha. Chuyện gì mà nói? Năm người tinh tinh. Ây da.
Trời ơi trời, gì mà nhắm mặt có tí xíu sang chân rồi. Muốn Nam, điện thoại tao đâu rồi? Đâu Nam á? Đâu có đâu, mày để đâu vậy? Hồi tối tao kêu mày sạc pin mày để đâu? Thằng này lẹ đi, còn đi làm chở giờ. Tối tao không có sạc pin, tao quên mất tiêu rồi, nhưng mà tao để trên đầu nằm á. À, tao kiếm không có trên đầu nằm nè. Tao để kế cái kiến mà. Thì giờ còn có cái máy kiến tao à. Mày kiếm lại coi, mày coi mày có nhét ở đâu không? Mày tính hay quên lắm. Sao tao ôm cái thùng đinh này tao ngủ ta? Đó, mày coi mày kìa. Còn cái điện thoại cũng kiếm không ra. Mày mượn luôn á, nói vậy không được. Gì vậy? Ôi có chứ, mày lâu quá à. Ủa cái điện thoại mày đâu? Mày mới nói gì? Điện thoại mày đâu? Ê, hồi tối mày là đứa mượn điện thoại tao luôn á. Mày gọi điện cho Kiều mà lúc đó tao ngủ rồi nha. Hả? À, rồi tao để đầu nằm nè, bây giờ sao không có? Ê, tính ra câu đó tao phải hỏi mày luôn á. Mày để đầu nằm mà cuối cùng giờ nó ở đâu? Ở đâu ai biết ở đâu? Ê mày nói kiểu gì kỳ cục vậy? Mày mượn đồ tao mày phải biết giữ chứ. Giữ thì tao để đầu nằm, bình thường tao cũng để vậy mà. Nhưng mà tao không biết, bây giờ mày coi mày nói mày để đầu nằm có thấy không? Không. Bạn bè chứ đồ đạc mày mượn mày phải giữ kỹ chứ, mày nói chuyện kiểu gì vậy? Thì giữ thì tao cũng để đầu nằm thôi chứ tao có để đâu đâu. Bây giờ không có ở đây rồi mày tính sao? Chứ không lẽ mày kêu tao ăn cắp của mày à? Tao không có biết, bây giờ mất rồi đó. Ê, ai biết được, mày mơ chơi game mà. Ai biết được tối mày làm cái gì? Ê, ghê, nói chuyện cái đàng hoàng nha. Tao ở với mày từ hồi giờ, tao không có tính ăn cắp nha mày. Nhìn cái cầm đó kìa, nhìn cái cầm đó, bận màu xanh lên luôn ha. Tết quá, dễ ghép râu. Ghê. Xá là xá luôn cái cầm. Ghê đúng không nhảy. Vui vẻ biểu khóc sao khóc đúng không? Ba ơi! Một, dĩ! Sao mở đa? Sao mở cao quá đáng quá vậy? Hôm qua, tặng hoa nó xin lỗi em. Tự nhiên lại đùng bỏ đi. Hôm nay, rốt cuộc trong đầu của ta đang nghĩ cái gì? Cho nói đi! Em cứ lấy một tay một đẩy ra một cái thôi. Chứ đừng có dùng hai tay đẩy cho mình đẩy cái nữa. Không, em không có cần lấy tay để hết, tay trái em để lên xong rồi mới lấy tay phải em đánh. Em đẩy một cái một tay phải luôn. Rốt cuộc của cái đang nghĩ cái gì vậy hả? Đâu nó đụng mày nè. Cái gai tao nằm ở trên đây nè, mà đưa xuống dưới chi? Em cầm ở trên gai. Đang nắng quá. Giờ nắng quá, cái máy nó nóng. Mình tính tao hiền hả? Dưới cầu thang nha, không có cầu thang là mình chết mình với tao. Mày buông ra, mày buông ra. Mày buông ra. Tao quýnh tao chết sao? Em anh vô giấc mơ. Đừng cút cạnh tao. Cút cạnh tao mà. Phương Nam em tôi mặc áo vậy, mặc áo xanh đập chuối, khỏi cần đến nắng đến sáng luôn, nắng chói màu xanh luôn. Chửi mày á, chửi mày, quay hoài chửi mày á, quay hoài.
ta chịu mày, ta chịu mày, ta chịu mày đây. Mày Khưa mặc áo dạ quen đây là mọi người phải tránh nắng vì Khưa queo. Con quỷ à, thấy chế đẹp không? Thấy đứa hôm nay chị đẹp không? Không có ý thức đi quay mà lại chọn một cái màu áo như vậy trong khi ngoài trời nó nắng kìa các bạn. Màu neon đi. 3, 2, 1, bắt đi nè. Không được là phải dời quay đến chiều tối mà mặt trời không còn mọc nữa mới cho nam xuất hiện được. Bắn mì, bắn mì. Đó, dán nhìn viên. Sao? Tôi nói một lần cũng không có quay gì hết á. Che đây chứ nè. Uống ra. Chờ Thảo ý kiến rồi đi, em gắn ngay nè. Giờ đi kiếm gù. Kiếm gù. Về đem Thảo rồi cho. Vô hồi bắt đây. Cái này kiến bể rồi, cho trình đứt tay. Thấy không? Cái này còn đứt. Giờ mở lên đi. Bây giờ mày kéo thước anh Dục vô, nào nhanh tay mở thắng. Dạ không? Không. À, Dục mạnh lắm nha, mày chỉ tới đây thôi. Mày chỉ được tới đây thôi. Ông mạnh xuống nha. 1, 2, 3. Đau quá. Đừng giờ ta nãy yên lên luôn nha. Đau quá. Mở yên lên đi. Rồi, tay vô. Tay vô. Mở. Rồi, rồi lên luôn rồi. Chìa khóa lấy ra lâu rồi. Chạy luôn rồi kìa. Hay quá Ủa ơi. Cười hay quá Ủa ơi. Khi đó mình đẹp quá không, mình phải làm cho mình bớt đẹp để cho mấy anh camera với mấy anh chủ nhiệm đâu có thể tập trung làm việc được không? Đúng đúng đúng. Chứ mình mà đẹp quá. Đúng rồi đó. Xì xì ơi, quỷ lọc chủ nhiệm coi phim sinh nhân vậy trời. Không á. Tôi có bị sủa bãi đuổi ra ngoài là cổng tôi là như phim Hàn Quốc vậy. Let's go, let's go. No more, no more, honey more. Gặp lại mưa, cớ sao mưa hoài, mưa dầm tùm lum chung em đã ngủ quên giờ yêu, yêu em nhớ ngủ sớm ngủ trễ làm chó gấu gấu. Bây giờ em chỉ cần nằm im trong trái tim anh che chở tình những ngày mưa, ngôn tình những ngày mưa. Các bạn có được như vậy không? Được như vậy không? Hay là yêu mà phải giấu? Đâu ra mà đi học chứ má ơi. Mua đồ đây má. Đang không? Ngủ về chưa? Chưa hả? Ok. Ok. 3, 2, 1, yes.